Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về vấn đề gọi là làm sách. Thực ra thì sách với lại một những cái tài liệu khác thì nó có gì khác nhau nhiều hay không? Thì mình nhận thức một vài cái như thế này. Sách và ấn phẩm khác thì đều là dạng tài liệu nhiều trang. Đấy. Sách thì có thể là so khuôn khổ của nó so với báo với tạp chí thì là nó là dạng nhỏ hơn. Số lượng trang thì thường là sách thì nó sẽ nhiều hơn. Thường thường là nhiều hơn so với tạp chí và báo. Thì đấy là một vài điểm mà chúng ta rất dễ nhận thấy. Thế còn giống nhau nữa thì nó là cái gì? Đều là in ấn hai mặt. Đó. Thế thì cái điểm khác của sách so với lại tạp chí và báo là gì? Điểm khác lớn nhất của nó đấy là sách thì không có chuyện chia nhỏ ra. Đấy. Tạp chí có chia nhỏ bài ra không? Có. Báo có chia nhỏ bài ra không? Có. Tại vì là nhất là báo báo thì trang một báo thì trang một nó sẽ tập trung rất là nhiều bài, nhưng mỗi bài thì nó chỉ có một cái tiêu đề với lại một đoạn ngắn thôi, sau đó thì sẽ chú thích và xem tiếp ở trang nào trang nào đó. Tạp chí thì nó không chia nhỏ, không chia nát đến mức độ như thế, nhưng mà do cái đặc trưng của bài viết thì có những bài người ta không thể biên tập được. Đấy. Nếu mà đẹp ra thì là như nào? Đẹp ra thì ví dụ như là một bài viết nằm ở một trang, nằm ở hai trang, nằm ở ba trang, tức là sẽ chiếm trọn vẹn từng đấy. Nhưng mà cũng có những trường hợp là do không biên tập được, tại vì biên tập đi là nó mất ý nghĩa, nó mất thông tin và nó không diễn giải hết tất cả nội dung như thế. Nó sẽ có những trường hợp là một bài nó không nằm hết được trong một trang, mà nó ra một trang 2 phần 3 hay một trang rưỡi hay là hai trang rưỡi gì đó. Những cái trường hợp như thế thì họ cũng phải cắt ghép. Đó. Những cái bài nào chẵn trang thì họ cứ trình bày ở chẵn trang đi, còn những cái phần đầu thừa đuôi thẹo mà kiểu gì cũng có những bài như thế thì tất cả những phần đầu thừa đuôi thẹo đó họ sẽ vứt vào trong một cái cặp trang nào đó, sau đó thì đưa thêm một số các cái thông tin khác đầu gọi là vô thưởng vô phạt, ví dụ như là những tin ngắn rồi thì những cái góc thư giãn hay là những cái tin mà nó không cần nghiêm túc lắm thì họ sẽ xếp hết vào trong cái cặp trang mà mang tính đầu thừa đuôi thẹo đấy. Thế sách thì không có chuyện đó, sách thì cứ bài nào là hết bài đấy. Đó, một quyển dài thì hết chương nọ đến chương kia, một quyển mà nhiều tác giả thì hết tác giả nọ sẽ đến tác giả kia, một tác giả mà nhiều truyện ngắn chẳng hạn thì hay là nhiều bài viết ngắn thì hết bài nọ sẽ đến bài kia, và nó sẽ không có cái chuyện là tận dụng từng tí một giống như là báo hay tạp chí, mà có hết mà có trống nữa nửa trang thì cũng không ai thêm một cái khác vào theo. Ví dụ hết tác giả nọ thì không ai viết tiếp tác giả kia vào ngay cái đuôi thừa đấy, mà họ sẽ chuyển sang một cái trang mới và bắt đầu một tác giả mới. Như thế là cái điểm khác biệt là cái mạch của sách nó là cái mạch mà nó liền, nó không bao giờ bị cắt lung tung cả đấy, và nó cũng không bị găng quá trong cái chuyện là bằng mọi giá phải tận dụng được từng mm, từng cm vuông giấy như là trong tạp chí hay là báo. Thì đấy là cái điểm mà chúng ta sẽ thấy rất rõ là nó khác biệt. Thế thì làm sách thì họ có làm giống như chúng ta vẫn giới thiệu với nhau mấy hôm vừa rồi hay không? Có một số kỹ thuật, có một số công cụ thì chúng ta vẫn dùng như thế. Tuy nhiên cái cách làm thì sách nó lại hơi khác như thế này. Ở đây chúng ta sẽ thấy là tài liệu mở ra new. Hôm trước là chúng ta vẫn cứ làm theo cái cách là gì đấy ạ? New document, một tài liệu nói chung, và thường ở cái dạng này đó là làm tạp chí hoặc là báo. Đấy, thế còn cái dưới đây này, đây, nếu bạn làm thì nó sẽ thiên về cái này nhiều hơn. Thế nhưng mà làm book thì có phải là bấm ra nó lại ra một cái dạng tài liệu khác hay không? Thực ra thì không. Đây là một cách tổ chức mà thôi. Chúng ta làm thì chúng ta vẫn làm ở document. Ví dụ như là bây giờ bạn làm một quyển sách có 10 chương thì bạn làm ở đâu? Bạn làm ở cái document này thôi. Bạn sẽ có chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5. Đó. Là bây giờ tôi lại làm thử một cái tôi làm thử với bạn một cái bài nhé. Ví dụ như là bây giờ mình tìm một cái trang nào, một quyển nào đó có chuyện đi. Mình làm một cái nào đó có chuyện đi. Ví dụ
đấy một cái câu chuyện đi. Bây giờ tôi lấy một chương này. Đây nha, copy nhá. Chúng ta tạo ra cái chương đầu tiên này. Lấy tách thừa này, giữ ship này, đổ cho hết chương này đúng không? Ok, vậy là tôi xong được một cái trước. Đây là chương 1 đúng không? Đây là chương 1. Tiếp theo thì bây giờ tôi làm tiếp đến chương 2 đúng không? Tôi sẽ làm đến chương 2. Bây giờ tôi lưu nữa, tôi lưu trước. Đây là chương 1 này. Xong, tôi lưu lại. Bây giờ tiếp tục sang đến chương 2. Copy. Bây giờ chúng ta làm chương 2 nhé. File, new, document. Ở đây lý do tại vì sao bây giờ tôi mới nói lại là cái sách thì nó như thế này. Thứ nhất là do cái số lượng trang nhiều cho nên là cho trang nhiều chương nhiều cho nên là nó thường là sẽ có một phương pháp làm là nó tách ra thì nó để giải quyết cái vấn đề gì. Sách thì chữ là chủ yếu, do đó thì cái việc mà đọc bông và rà soát lỗi chính tả cũng như là biên tập tốn rất là nhiều thời gian. Dàn thì nhanh nhưng mà làm các công tác hậu dàn đấy là in bông ra để cho người đọc soát chính tả và biên tập lại những cái đoạn nào cần biên tập thì nó mất rất nhiều thời giờ. Thế thì mà cái này là một cái thứ mà tôi nghĩ rằng là nó tương đối là nguy hiểm. Nguy hiểm vì sao? Vì là cái dạng công việc này là dạng bút xa cả chết đấy, và cái lỗi, một cái lỗi thì nó lại được nhân lên vô cùng nhiều. Chúng ta mà chép một cái gì đó chúng ta sai thì sai ở một cái bản chúng ta chép thôi, sai bản nào thì nó ra bản đấy, nhưng mà một cái sai sót của chúng ta ở trong một cái bản dàn ra như thế này nó có thể được nhân lên độ khoảng vài nghìn lần cho tới vài vạn lần tùy theo số lượng xuất bản đó, và do đó thì đấy là cái nguy cơ rất là lớn. Vậy thì cái người mà đọc bông ấy rồi soát lỗi ấy, rồi biên tập họ sẽ mất rất nhiều công nếu mà làm một cách nghiêm túc. Thế thì để mà làm cả một cái quyển như thế, đọc cả một cái quyển như thế và rà soát một cái quyển như thế thì đối với ai cũng sẽ trở nên tương đối là mệt mỏi. Ở đây nó có hai vấn đề thôi, cả vấn đề là người dàn lẫn cái người mà làm biên tập, người soát lỗi, người đọc bông. Ở trong một cái tạp chí thì một người dàn dựng, người ta sẽ chỉ dàn dựng chủ yếu là cái tạp chí đó thôi. Tạp chí có thể là theo tuần, có thể là theo là nửa tháng hay là theo tháng, theo quý. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cái đầu công việc nó cũng không quá nhiều. Đấy. Thế nhưng mà nhà xuất bản là khác nhé. Nhà xuất bản thì là sẽ rất nhiều đầu sách khác nhau. Và có phải là tất cả mọi người đều cần phải có một cái trình độ nào đó để làm từ đầu đến cuối hay không? Thì thực ra cũng không cần nhất thiết như thế. Tôi chỉ cần là một người dàn chính thôi, đưa ra ý tưởng, đưa ra kết cấu, đưa ra bố cục của một cái quyển sách. Thế thì người ấy chỉ cần là làm một chương mẫu đầu tiên thôi,
Sau đấy thì dựa trên cái tài liệu mà họ đã dàn mẫu cộng với lại các tài liệu gốc, ví dụ như là bài viết hoặc là ảnh những các thứ, thì có thể giao cho người khác. Người khác không cần giỏi như cái người mà làm ban đầu đấy, nhưng mà họ chỉ cần dựa theo cái mẫu, ví dụ như là master, cho master làm như thế nào đó, rồi màu mè làm như thế nào, phông chữ thiết lập như thế nào, paragraph style rồi character style vân vân, tất cả những thứ đó cái người làm mẫu ban đầu người ta làm xong thì chỉ cần làm một chương thôi, rồi họ chuyển cho những người khác phụ giúp họ để giải quyết nốt cái phần cuối cùng đấy, và họ lại bắt tay sang họ làm quyển mới, chứ họ sẽ không làm theo cái cách là bây giờ tôi ngồi tôi làm từ đầu xong tôi dàn tự tay, tôi sẽ dàn hết cả cái quyển đấy cho đến xong rồi tôi mới sang một cái quyển khác, cũng không phải như thế. Tận dụng sức mạnh, tận dụng cái trình độ của từng người một khác nhau, đúng không? Người trình độ cao thì họ có thể làm từ đầu đến cuối, từ ý tưởng cho tới mức hoàn thành. Tuy nhiên là có những người thì bây giờ ta nói hôm nay thôi, đấy gọi là thợ, đúng không? Tôi đưa cho anh một cái quy trình như này, anh làm đúng như thế là làm rất nhanh. Anh có thể sáng tạo ra quy trình đó không? Không, nhưng anh có thể làm theo được cái quy trình đó. Thế thì bây giờ cái người mà làm chính, họ chỉ cần là xong một chương mẫu hoặc chuyển, thì cái người mà tiếp thu cái đấy họ có thể làm lại rất nhanh. Thế thì bây giờ nó sẽ tách ra, thứ nhất là giải phóng cho người làm mà có trình độ cao, tức là họ có thể làm nhiều việc khác nhau đấy, xong một quyển này họ sẽ chuyển họ làm quyển khác, tại vì là một nhà xuất bản họ có thể làm rất nhiều sách khác nhau đấy, thì giải phóng cho họ để họ sang công việc mới. Thứ hai nữa là chia tách ra như thế thì những người mà đặt bông họ cũng sẽ đỡ hơn. Ví dụ bây giờ có nhiều người một quyển sách tôi dàn ra khoảng 3 người dàn và 3 người đặt bông thì rõ ràng nó sẽ nhanh và nó cũng đỡ xảy ra sai sót hơn là một đấy. Ở góc độ nào đó một người đọc từ đầu đến cuối một quyển như thế, căng hết mắt ra, căng hết cả thần kinh ra để mà dò xét các thứ xem nó có sai, nó có lỗi không, đó là một việc cực kỳ là mệt mỏi đấy. Rất mệt mỏi luôn. Thế nhưng mà nếu mà chia bớt ra thì cái thần kinh nó đỡ căng thẳng thì cái xác suất sai học nó sẽ ít đi đấy. Còn chưa nói là đến biên tập, nhưng biên tập thì cũng có thể là giao cho một người thôi, tại vì nó đã là biên tập thì nó phải có một sự đồng bộ về mặt tư duy biên tập, kinh nghiệm biên tập, chứ không thể nào giao cho đến nhiều người cùng biên tập một quyển thì nó sẽ khó. Nhưng mà cái chuyện mà đọc bông soát lỗi vân vân thì cái đấy thì chia nhỏ ra thì nó sẽ giảm tải và nó sẽ làm cho người ta tỉnh táo và người ta ít ít bị những cái sai sót không đáng có do cái sự quá tải đi đấy. Thế thì cách làm thì người ta sẽ làm như thế, có nghĩa là tách ra, thay vì làm tất cả một người làm tất cả từ A đến Z thì bây giờ sẽ có người khởi đầu, sau đó sẽ giao cho một vài người kết thúc, mỗi người nhận một phần công việc, dàn ra nhiều chương nhiều trang khác nhau đấy. Ví dụ bây giờ tôi làm cái chương thứ hai ship đó, đó xong, đây là chương thứ hai. Ok, thế bây giờ tôi lại làm tiếp chương thứ ba, ví dụ này tôi làm độ khoảng 3 chương 4 chương này để mẫu để cho bạn nhìn thấy cái cách thức của nó, đúng không? Đây, chương 3. Copy. Lấy tách thừa, giữ ship, đổ hết, xong lưu. Được rồi, 3 chương cũng là đủ tạm rồi. Thế bây giờ chúng ta mới xem cái vấn đề nó như thế này nhá. Khi mà tôi dàn ra đến 3 chương như này là tôi dàn từng chương một đấy. Ở đây nó lại còn tồn chứa thêm một cái vấn đề như thế này nữa. Đây bạn nhìn đây này, khi tôi tạo một cái tài liệu mới như thế này, number page, thì ở đây chúng ta thấy là một, về mặt lý thuyết InDesign cho phép chúng ta
tạo ra một tài liệu 9.999 trang, một con số rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà chắc là chả ai nhấc nổi những quyển sách mà dày như thế. Ở về mặt lý thuyết thì nó cho phép nhiều trang, nhưng mà nó lại tồn chứa một cái vấn đề nguy hiểm khác như này. Khi mà tất cả mọi thứ đều nằm trong một quyển, nếu mà lỗi thì sao? Thì sẽ mất trắng từng đấy trang luôn. Ví dụ 100 trang mất trắng 100 trang, 500 trang sẽ mất trắng là 500 trang. Chuyện này là câu chuyện có thực, tôi đã từng bị rồi chứ không phải là không. Tất nhiên không phải với InDesign thì tôi chưa từng bị một lần nào, nhưng ngày xưa tôi làm cùng với PageMaker đã từng bị tình trạng là dàn gần xong quyển tạp chí. Ví dụ có 60 trang tạp chí, bây giờ tôi dàn tới tận 53, 54 trang rồi, gần xong cái quyển đấy rồi, bị lỗi mất điện một cái, xong file vẫn còn, vẫn nhìn thấy nhưng bật không lên, bật không lên luôn, mặc dù file vẫn còn, vẫn báo dung lượng, vẫn ABC, nó lỗi một cái gì đó mà không thể khắc phục được. Và cuối cùng tôi phải cày cục, tôi làm gần như là thức trắng 2 ngày đêm để tôi khắc phục lại, giảm lại 50 mấy cái trang đó, cộng thêm với độ khoảng 8 trang mà chưa làm. Mà may vẫn còn kịp cái tiến độ ra tạp chí. Thế thì ở đây là cái vấn đề là tránh không bỏ tất cả vào cùng một dòng, đúng không? Bây giờ một quyển sách như thế này rất nhiều chương, nếu như chúng ta cứ làm từng chương một, kể cả trong trường hợp đấy là một trường hợp không ai mong muốn, nhưng một khi nó phát sinh ra lỗi ở đâu thì cái việc lỗi đó nó chỉ ảnh hưởng tới một phần nhỏ ở trong cả một quyển sách hay là cả một cái gì đó chúng ta đang làm thôi. Thay vì việc là chết cả lũ cùng với nhau, thì bây giờ nếu như mà chúng ta bị lỗi ở đâu đó thì chúng ta chỉ dồn sức chúng ta giải quyết cái phần lỗi đấy thôi và chúng ta bù nó vào là xong. Đấy, thế thì đấy là một thêm một lý do tại sao mà nên làm chia nhỏ ra, là vì thế lỗi thằng nào là thằng ấy chịu và khắc phục riêng thằng đấy, chứ không phải là khắc phục cho cả một quyển sách dày. Đấy là cái điểm mà lợi theo cái cách chúng ta làm tách ra đấy. Thế bây giờ chúng ta xem thêm một vấn đề như thế này. Bây giờ tôi đã làm 3 chương cho quyển sách này rồi đó, và mỗi chương là một tài liệu rồi. Bây giờ tôi làm sách thì tôi sẽ làm như thế nào? Về mặt nguyên tắc là vẫn phải làm như thế. Và bây giờ tôi làm cho nó trở thành một quyển sách như sau. Vào file new, bây giờ thay vì document tôi chọn book. Bây giờ đặt tên. Nào, để tôi xem lại nha. Cái này lưu ở đâu đó nào. Share in design. Ok, rồi. Bây giờ new book. Share. Này, trong này. Bây giờ tôi mới đặt tên này. Xong. Sau khi mà tôi đặt tên cho quyển sách thì nó mở ra cho tôi một panel như thế này. Thế thôi. Và tôi làm gì với nó? Tôi làm việc là tôi chèn những cái file rời vào trong cái vỏ này, để cho tất cả những chứa thứ, những thứ tôi đã làm rời rạc đó, nó trở thành một hệ thống nhất. Đấy, và đây, với dấu cộng này rất là đơn giản. Chọn ma thổi đèn chương 1, tiếp tục ma thổi đèn chương 2, tiếp tục ma thổi đèn chương 3. Ok, cách làm hết sức là rõ ràng, nó quản lý rất tốt ở đây. Nó thông báo này, chương 1 này là từ trang 1 đến trang 4 này, đúng không? Chương 2 là từ trang 5 đến trang 7 này. Chương 3 là từ trang 8 đến trang 17. Rất rõ ràng. Điểm đặc biệt là gì? Các trang, các cái tệp rời này, khi mà bạn đã đánh dấu, bạn làm số trang, thì nếu chúng ta xem rời lúc đầu tiên thì bao giờ nó cũng bắt đầu từ trang số 1, đúng không? Nhưng nếu như bây giờ mà tôi đưa nó vào trong cái book như thế này, tự nó sẽ biết được thứ tự trước sau. Đáng nhẽ ra cái thằng ma thổi đèn chương 2 này mà tôi làm rời, nó sẽ là gì đấy ạ? Từ trang 1 đến trang mấy?
đến trang 2 thôi đúng không? À đến đến trang 3 chứ. 5 6 7 mà, đúng không? Thì nó sẽ từ 1 đến 3 thôi. Nhưng mà khi mà nó được xếp vào là cái chương thứ hai sau chương 1 này thì nó sẽ lại nhận số từ số 5 đến số 7 cơ. Nó tự động nó biết được cái số đó. Nối tiếp trước nó là đến cái chương chương nằm trước nó là nằm ở số mấy thì nó sẽ tự động nó điều chỉnh, nó nối vào, nối số vào. Đấy. Bây giờ kiểm tra nhé. Bây giờ tôi có thể là tôi bỏ cái xóa cái thằng này đi. Đó. Xem có không nào. Đây đúng không? Đây này, bạn để ý nhá. INDD nhá. INDD này là cái trang dạng document thông thường nhá. Còn book đây này. INDB. Đấy, B này là book đấy. Thế nên nếu mà bây giờ tôi xóa thằng này đi nhá. Ok, bây giờ không có nữa. Chúng ta đặt lại một số thứ này. Bây giờ đặt số trang nhá. Để kiểm tra xem có đúng như thế không. Hộp này. Insert special character này, maker này, killer page number. Ok, đây là số trang. Đây là số trang của trang trái. Copy sang là trang phải, đúng không? Bây giờ đặt cả hai thằng này vào tình trạng là như đây. Ctrl Shift B à, Ctrl Shift C đi. Center đi. Vào giữa này. Ctrl Shift C này, vào giữa này. Ok. Đây là quyển gì nhỉ? Đây là chương 1 đúng không? Đây, từ 1 đến 3 đúng không? Có một vài chữ gì đấy nhảy sang trang 4 này. Đấy, tạm thời bây giờ tôi chưa có làm theo đúng kiểu đó, tôi mới đổ vào và nó làm hết 4 đúng không? Thế bây giờ chúng ta copy cái này nhá. Copy này. Bây giờ tôi mới sang cái thằng này. Tôi cũng dán vào này. Edit Paste in Place, tức là copy ở tọa độ nào thì dán đúng cái tọa độ đó. Được chưa? Bây giờ xem thằng này. Đấy, nhưng mà bạn thấy không? Ngay kể cả trong trường hợp mà tôi xóa kia đi rồi nó vẫn còn nhận ra này. Đấy, thế thì bây giờ cái sách nó làm thì rất là đơn giản như thế. Đấy. Đây, xem thử xem. Ở đúng không? 8, 9 này. 10, 11 này. Đấy. Cách thức mà chúng ta làm việc với lại cái sách thực ra nó chỉ đơn giản vậy thôi. Như vậy là chúng ta về mặt nguyên tắc sách là một cái thứ khác, nhưng mà khác ở cái gì? Khác ở chỗ cái cách tiến hành làm thôi. Thay vì làm tất cả là một cái kéo dài hết, ví dụ quyển tạp chí 100 trang là tôi sẽ phải làm từ đầu đến cuối 100 trang, nó có hai lý do. Một là thời gian làm tạp chí hay là làm báo nó sẽ có một cái sức ép nhất định về mặt thời gian đấy, do đó thì nếu mà chia ra nhiều người rất khó là khớp vào với nhau. Thứ hai nữa là cái đấy nó cũng đòi hỏi một cái tính đồng bộ ở trong cái style trình bày đấy, và nhiều người làm thì nó sẽ gây ra một cái cảm giác lộn xộn về mặt phong cách. Đấy. Sách thì chia ra được tại vì phần lớn nó chỉ là chữ thôi, miễn là cái quy tắc dùng phông, cái paragraph style chung với nhau rồi thì cái chừa lề nó chuẩn cùng nhau, thế là được đúng không? Chứ còn đối với cái bài ở trong báo hay là tạp chí nó rất là nhiều ảnh và cái style sử dụng, cái style chừa lề các thứ nó rất là khác nhau ở từng bài thì chúng ta không thể làm như thế được. Thế thì cách làm về mặt kỹ thuật làm thì một chương sách này làm không khác gì những thứ mà chúng ta nói, chỉ có điều là thường là sách là nó thường hay là một cột. Rất hiếm những cái sách mà trình bày theo kiểu là từ hai cột đó. Thế còn về mặt kỹ thuật thì nó phải tuân thủ tương đối giống nhau. Tôi đang nói kỹ thuật đấy, không phải nói đến mặt bố cục hay là. Thế còn đấy, nếu như chúng ta coi nó là một cái gọi là chia tách ra và sau đó thì đóng gói lại bằng cái lệnh gọi là thế đây nhỉ, file new book này, thì chúng ta sẽ có một quyển sách đóng gói lại.
Và cái này thì cũng không nhất thiết là tôi phải là đồng bộ. Ví dụ như là tôi mà nhiều chương, tôi chia cho 10 người làm, tôi chia cho 10 người làm thì không nhất thiết là cứ phải gửi cho tôi theo đúng cái thời gian gọi là chương 1 trước chương 2 sau. Tôi có thể là vứt hết vào trong cái đấy cũng được. Không, sau đấy thì mình phải sắp xếp lại. Đấy, ví dụ như là tôi có chương 3 trước nhé. Tôi có chương 3 trước. Này, bây giờ mình xem lại này, lưu hết tất cả những cái này lại này. À, bây giờ tôi tạo mới nhá. File này, lưu này, book này. Design này. Bây giờ này, ví dụ làm lại nhá. Bây giờ tôi chèn nhé, tôi chèn cái nào trước, ví dụ chương 1 tôi có trước, tại vì đương nhiên tôi là người tạo ra chương mẫu thì tôi phải có rồi, tôi đưa sẵn vào đấy. Nhưng mà tôi gửi cho hai người khác làm, một người lại làm chương 3 trước, gửi chương 3 đấy đó, xong rồi người gửi chương 2 lại gửi sau. Ok được không? Ghi tên chương thì rất rõ ràng, mình sẽ nhìn được chương 1, chương 2, chương 3 đúng không? Và đây cái thằng chương 3 tôi đưa vào trước, tại vì người ta gửi cho tôi trước, nhưng không có nghĩa rằng là thứ tự như này là đúng đúng không? Tôi có thể cho sẵn vào trong gói này, nhưng lúc cần thì tôi làm sao đây? Tôi có thể chuyển. Có thể như vậy. Chuyển một cái nó tự động nhận lại là từ số mấy đến số mấy. Đây. Chương 2 lại thấy ở số 5. Nhưng nếu bây giờ tôi mà kéo lại này, như đây này. Tôi cho chương 3 xuống xuống này. Nó nhận rồi này này. Chúng ta có thể là cho update đó, cho update lại số trang, tức là bỏ vào đấy để tôi biết chắc chắn rằng là tôi có bao nhiêu chương rồi mà tôi còn bị thiếu mấy chương, thay vì việc là cứ ngồi chờ là tôi có thể đổ hết vào trong cái quyển sách đó những cái chương lẻ mà từng người nộp cho tôi đó. Và tất nhiên nó sẽ tự động nó nhận cái số trang theo cái thứ tự mà hút vào, nhưng sau đấy thì khi mà mình điều chỉnh lại cái vị trí của các chương đúng như là yêu cầu, sau đó thì mình có thể là cho nó cập nhật lại cái thứ tự số trang, là nó sẽ tự động nó nhận lại được thằng nào đứng trước, thằng nào đứng sau, và nhận số trang từ số mấy đến số mấy. Đấy là cái điểm rất là lợi của cái việc mà làm sách như thế. Đấy. Chỉ cần một người phát ra cái yêu cầu đầu tiên là làm như thế nào, và sau đó chính người đấy sẽ là người mà hiệu chỉnh lại cuối cùng sau khi đọc sách, thế thôi. Còn đoạn trung gian tôi sẽ không làm, mà tôi sẽ cho những người nhiều, thứ nhất là nhiều người làm hơn, thứ hai là những người đó không nhất thiết là trình độ phải cao như cái người làm ban đầu đấy, có thể là họ làm một cách rất thợ thôi đấy, nhưng mà làm đúng theo yêu cầu mẫu của tôi đấy. Hả? Phụ lục là thế nào nhỉ? Mục lục á? Mục lục thì nhìn đây là đã xong rồi còn quá gì nữa. Em biết vậy, nhưng mình tự công mình làm thì nó lại chia như bình thường, mình bắt đầu từ trang ba hay là bắt trang bất kỳ nó đã vẫn một quyển sách mò theo ấy chứ, nó vẫn mò theo cái paragraph chứ, nó không quan tâm là nó nằm ở trang nào. Về mặt nguyên tắc nó chỉ dựa trên cái logic là lần mò theo dấu vết của paragraph. Đấy, mình yêu cầu mò theo paragraph nào, paragraph style nào thì nó sẽ đọc cực kỳ nhanh và nó sẽ chỉ ra là nó nằm ở trang nào hết. Chứ nó sẽ không theo kiểu của mình là phải đọc
đấy, nó chỉ lần theo dấu vết thôi, cho nên là nó đối với nó thì lại không hề phức tạp trong cái chuyện gọi là nó nằm ở chương nào hay nội dung bao nhiêu chữ hay là tên chương là gì, nó không quan tâm. Nó chỉ biết là à, cái chữ chương 1 này, các chữ mà liên quan đến chương này là nó sử dụng cái paragraph tên là chương. Vậy thì nó sẽ dò cho bằng ra hết cái dấu vết của cái chữ chương nó nằm ở cái nào. Thế còn ở đây thực ra thì làm, nếu mà làm theo kiểu làm sách này thì gần như chúng ta cũng chẳng cần phải làm theo cái kiểu mà làm gì nhỉ, làm cái mục lục một cách tự động nữa, bởi vì thực ra nếu mà đặt tên chương một cách đầy đủ, ví dụ như là chương 1 đặt luôn cả tên chương ở đây thì nhìn một cái là nó rõ quá rồi còn gì nữa, từ trang mấy đến trang mấy là rõ, gần như là không cần phải mắt nhắm mắt mở cũng làm đúng được cái này rồi còn gì nữa, đúng không? Nó liệt kê cực kỳ rõ ràng luôn. À, chương 1 trang 1 đúng không? Chương 2 trang 5, chương 3 trang trang 15. Ví dụ thế mình nhìn cái là mình đọc đọc vị ra luôn, không cần phải do nữa. Nếu mà làm theo kiểu này thì lại tuyệt đối lại cũng chả cần phải dùng đến thằng kia. Thế mình nhìn ở đây mình gõ gõ lại mấy chữ là xong. Khó nhất ở trong cái chuyện mà làm sách là gì? Cả một cái quyển rất dài như thế là mình phải ngồi mình mò. Nếu mà mình làm thủ công, nhưng ở đây thì nó khai cho mình luôn rồi, không cần phải đi đâu mò mẫm nữa, nhanh vô cùng đấy. Thì cái quy cách mà chúng ta làm việc đối với cái phần là phần đóng đóng gói lại từ các cái tài liệu rời thành cái quyển sách thì nó rất là đơn giản đấy thôi, và nó gồm chứa cho chúng ta mấy cái phần tiện lợi là gì, chia nhỏ công việc ra để tăng tốc độ lên đấy, giảm tải cho người làm. Thứ hai nữa là giảm thiểu cái sự hỏng hóc, sai sót. Chương nào học là chỉ sửa lại chương đấy chứ nó không liên quan đến cả quyển sách. Đấy, và cuối cùng thì chúng ta đóng gói lại một cái là nó thành sách và cực kỳ nhanh. Chỉ cần quan sát ở trên cái danh sách này là tôi cũng biết được, tôi liệt kê ngay ra được là một mục chương nó là như thế nào. Đấy, đấy là cái điểm mà rất là hay của nó. Ở đây có mấy cái ví dụ save book này đấy, đấy lưu một cái book thì chúng ta chỉ cần lưu đơn giản cái này thôi, save book đó đấy, hoặc là đây đóng gói nhé. Ở đây nó có cái phần này bạn thấy này, file này đúng không, đóng gói này, đây là một kiểu là đóng gói cho cái tệp rời nhé đúng không. Thế còn đây là mình sẽ có cái đóng gói đấy này, đây này đấy, đóng gói tất cả những cái đã được chọn lựa ở đây này đấy, để in này đúng không? Thì nếu mà nó có ảnh hay có cái gì thì nó hay có ảnh có phông gì đấy thì nó đấy. Còn đây xuất PDF này, xuất gì đây, EPUB là cái dạng sách điện tử đấy. Đây, ví dụ như thế là mình có thể tìm bằng cái menu này là xong, gần như những cái đấy rồi, update number đấy, update chapter vân vân, tất cả những thứ đấy là mình có thể tìm rất dễ ở trong này. Nếu mà mình đặt đúng chuẩn rồi thì thôi, update là gì, update là trong trường hợp mà mình có chương nọ trước chương kia đấy, thì khi mà dồn lại thứ tự thì mình phải update lại cái số trang để nó nhận cho nó đúng. Thế còn nếu mà họ gửi theo đúng cái thứ tự chương rồi thì ok, cứ đặt vào là xong, hoặc là nó tự nhận chương thôi, tự nhận số trang đấy. Thì làm sách thì hôm nay nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi.